Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng tấn công người chơi khác. Đây, mình đang tập hợp để tấn công. Cái địch khá là ít quân đội, mình sẽ không thể điểm. Ở đây, kẻ thù chỉ có 500.000 lính, chủ yếu là T3. Sẽ bộ trần bộ. Này, sử dụng đồ đây. Có hơn 700.000 quân đội, có một ít T4. Tấn công mình sẽ thêm một ít T2, để khi chết thì chết T2 thôi, bị thương là T3. Đây có một người nữa mới rớt khiên. Khi mà rớt khiên thì thường sẽ không cất tướng và sẽ có khá nhiều quân đội, cũng nhiều khi lúc sẽ có nhiều tài nguyên. Ở đây sẽ chỉ có một ít tài nguyên nên sẽ không có quân đội. Đây có tướng. Mình đều có vẻ như đều đã đi thu thập hết rồi. Mình sẽ không tấn công người chơi đang thu thập. Khi tấn công người chơi khác thì nếu mà tiêu diệt địch kẻ địch thì sẽ có điểm kinh nghiệm mà nhiều lúc sẽ kiếm được khá khá tài nguyên. Đây, chúng ta thường sẽ giao thám trong một phạm vi xung quanh tầm 100 dặm trở lại. Ở đây đây cũng có một ít quân đội. Đấy, vì tấn công relay khá là nhiều quân đội nên dễ dàng đánh bại. Sẽ được còn khá khá điểm kinh nghiệm ở đây. Sức mạnh của T4 thì gấp rưỡi T3, T3 sẽ gấp 3 T2. Nên mình sẽ ưu tiên lên T3 trước.
Mình sẽ mang tướng bộ bộ chủ yếu nên sẽ đem trình bộ. Đây chúng ta có thể xem. Khi đem trình bộ trước thì bộ sẽ đi trước và sẽ bị gây sát thương. Chúng ta sẽ nếu bộ của mình phòng thủ mạnh hơn, tướng bộ nhiều hơn thì bộ sẽ rất là khỏe. Và khi tấn công thì rất ít chết. Đấy, chỉ 700.000 và 500.000 nhưng mà hình của kẻ thù đã bị tiêu diệt hết mà của mình còn khá khá lĩnh. Đây chỉ chết có 4.700. Chủ yếu là mình, bởi vì mình mang T2 đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.